Gần luôn anh em ạ. Ok bạn ơi, đừng nói là lờ. Ôi, có ai ở đây rồi bạn? Chạy nhanh không kịp bạn ơi, chạy nhanh không kịp bạn ơi. Chạy đâu nữa. Tớ rồi, bạn cứ đứng sau tớ thôi. Không phải lo, không vào được đâu. Bạn này tay dài ấy. Rồi, ông Vera này chết thay nha. Mày chết thay thì mày nói đi. Mày chết thay thì mày nói đi, tớ cần hết luôn. Tớ cần hết luôn. Mày chết thay thì mày nói để anh còn biết đường nha bạn này. Có ai à thì mình còn sợ gì mấy thằng rơm rơm này. Ừ, né rồi bạn ơi. Và kỹ năng quá cao để mà né chiêu toán của... Ôi, vĩnh biệt phụ các bạn đi vấp à. Đi đi đường không có đá mà cũng vấp thì chịu rồi, chết thôi các bạn ơi. Bờ ăn ga có mạnh các bạn. Nhường tớ cho ai ơi, đừng ăn nhá, bạn mà ăn thì móm luôn đi. Rồi, thank you. Đây, đây này em. Ồ, nó chết rồi bạn ạ. Ui giời, tầm có với cân 4 thằng chứ không phải là hai thằng con này đâu. Hai thằng con này đâu. Ôi thôi, bạn ấy lại chết rồi. Bạn ấy lại chết luôn đó bạn nha. Bạn ấy không chết trước thì cũng phải chết vì đầu thôi chứ biết làm sao được. Xong rồi đổ hàng anh em. Xì ơi, solo tí cho nào. Mẹ lên, ui giời ơi, bọn này yếu thế. Wow. Ở đấy mình cũng chết. Rồi thằng con này láo nhở. Cậu bạn công nghệ như bạn này. Hào lắm các bạn, bọn này chơi đầy vụ lén nhá. Bọn này chơi đầy vụ lén đó bạn. Hôm nay phải mờ ra phải dùng trúng chiêu thì mới hồi máu bạn. Đấy. Ui đó đâu anh em ơi. Về 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 các bạn. Má thằng bạn nó đi với nhau nó đỡ trụ ghê thế. Về ai ơi. 20 thằng con này. Nó thật chưa. Anh em chỉ cần đỡ lính thôi nha, không cần đánh nhau đâu. Rồi còn lại tớ lo cho. Thằng con này. Rồi tớ choáng rồi bạn ơi, tớ choáng rồi. À tớ có bầu, có cầu băng sưng các bạn nha. Láo với tớ à. Bạn này láo đấy. Cây sơ một không ơi, cây sơ với Kiwin rồi đấy. Không ơi, cây sơ bạn này. Một không ơi. Sơ đi tham cái gì, một mạng không có thua đâu. Rồi nhà cả. Bạn về đỡ nhà trước đi. Bạn về đỡ nhà trước đi. Tem mình, tem bạn chơi chiến thuật láo thật đấy các bạn. Nó nó chơi đẩy lén rồi các bạn nha. Tem bạn toàn chơi ăn với đẩy lén thôi. Bọn
này phải đối đầu với mình thì nó mới nằm lăn ra đây chết được. Rồi rồi rồi. Chết đi bạn ơi. Solo đi bạn ơi. Ui giời ơi. Bạn không dùng giải ai ơi. Cái gì cơ? Rồi rồi, cậu làm xong quay xong video này rồi cậu ra cậu dẫn đi, nhanh đi, sắp xong rồi. Đi ra ngoài đi. Còn mấy tiếng nữa thôi. Mấy phút nữa thôi. Một tiếng. Ừ, rồi ok. Ok, mấy phút nữa. Ủa không lên giày à? À, lên giày rồi. Rồi ra ngoài đi rồi cậu ấy không muốn hát nữa, cậu không dẫn đi giờ. À, ai à, ngồi với ngộ không. Ôi. Ô, thế mình còn không biết giữ trụ thì ổng ôi. Con đi ra ngoài đi. Ôi, trụ quá rồi. Chạy về nhanh quá. Nhà ngộ không ơi. Ôi, các bạn ơi, đừng có fit nữa các bạn ạ. Fit là thua đấy. Tớ mạnh nhưng mà không gánh được đâu. Các bạn ơi, đỡ lính cho mình nha. Không có ngọc, không có ngọc, máu yếu quá. Ủa không lên full nam đi, nó lên tanh làm gì bạn. Lên phúc hộp kím à. Không không ăn được đồng đâu, đây bắt thằng ban heo thôi. Ủa không được, không được rồi. Ai ăn ngồi đi. Ngồi đi bạn ơi. Ui giời ai á. À cái thằng ai à này nó trôn tem các bạn ạ. Đang ngồi lên đầu giờ nó lại không ngồi nữa nha. Ờ thua các bạn nha. Game mà có thắng có thua chịu không. Trận đoàn nhà mình ngáo quá. Rồi trận đấu thua đâu các bạn nha. Mình mạnh như thế rồi mà không gánh được cái tem của mình. Quá buồn. Rồi trận đấu mạnh đấy mà không gánh nổi nha. Thôi, đánh chấp nhận thôi các bạn ạ. Game thì mình chịu thôi. Mạnh như thế còn thua được. Giờ mình em đi bi mà thua các bạn nha. Chung là tay mình yếu thật. 10.0. Tại bạn một người AFK. Tại mình yếu quá, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và xem video của tớ.